kênh của mình là Thu Gian Nghệ Thuat. Sở thích của mình là vẽ tranh và làm giấy đá. Bạn nào chưa biết mình hãy đăng ký kênh Thu Gian Nghệ Thuat. Đừng quên bấm biểu tượng chuông và nhấn tất cả để đón nhận nhiều video mới vào hàng tuần vào ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 nha các bạn. Bạn có nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe trước khi xem video.